Chào buổi sáng. Thì nếu mà em có mặt ở đây á, thì đồng nghĩa với việc là em biết chúng tôi làm gì ở đây rồi. Thì bây giờ tôi hỏi em, tội ác của em là gì? Tội ác của em á hả? Tội ác của em là tiêu diệt toàn bộ streamer trên thế giới này. Tại sao lại muốn làm gì? Tại vì á, cách đây 3 tuần trước, lúc đó em đang ở nhà một mình. Chưa biết làm gì hết, đang Khi hỏi chị ấy, nếu mà mày có gọi em đang thì có xem thể đáp stream của thôi, chị nếu mà đáp Misty. thì thôi. Stream của chị lúc đó vui quá nên là em mới muốn được chị gọi tên. Thế nên em đã cậy tủ để lấy tiền tiết kiệm của mình. Em lấy tờ 100 ngàn, em bỏ vào máy. Một lúc sau, tiền donate đã hiện lên. Nhưng mà đánh nó, đánh nó, đánh đi, nó đi nè. Cảm ơn bạn nào đó đến cho mình 100k nha, thank you. Bạn nào đó? Chị gọi em là bạn nào đó? Em không phải là một bạn nào đó. Em đã cậy tủ của mình để lấy tiền tiết kiệm donate cho chị Miss Thi. Nhưng có một cái tên em mà chị cũng không đọc được. Từ đó em đã nuôi cơn giận tới tận bây giờ. Và bây giờ em chỉ muốn hủy diệt toàn bộ streamer trên thế giới này. Ai chà, nghe cũng bi kịch đó ha. Ủa mà tên donate em là gì mà chị Thi không đọc? Tên donate của em là Ravisky Yondu. Chào mọi chấm thang. Nani? Cái tên donate gì mà khó đọc gì, ai mà đọc được. Tào lao, đi ra ngoài. Sáng sớm, tào lao hết sức luôn á. Tiếp theo vô đi. A few minutes later. Rồi, tội ác của em là gì? Tội ác của em là em muốn tìm, tiêu diệt ngộ nôn. What the hell? Tại sao lại muốn làm gì? Tại hồi bữa, đang đi phố đi bộ, cái tự nhiên ngộ nôn sắp lại gần em. Thấy cũng vui vui, em chụp hình chung cho vui. Cái tự nhiên ngộ nôn đòi em 50k. Muốn 50k không? Cây quá. Cho nên á, em muốn tìm tiêu diệt ngộ nô cho bằng được. What? Nhưng mà mày chỉ cần từ chối hoặc là bỏ đi là đâu mất 50k đâu. Ha. Tào lao á, đi ra ngoài. 10 seconds later. Tội ác của em là gì? Tội ác của em là em muốn tiêu diệt hết tất cả những người em yêu. Nghe gì bị đắc deep vậy? Tại sao lại muốn làm vậy? Tại vì á, em có một cái lời nguyện là em yêu ai thì người đó có người yêu. Cho nên là nếu em không thể có được người đó thì cũng không ai có thể có được người đó cả. Nani? Nhưng mà bây giờ em chỉ cần tự yêu bản thân mình là tự động em có người yêu mà. Hold up. Ha, sao không nghĩ tới luôn á? Tại vì á, trước giờ em rất là ghét bản thân mình. Có thấy không? Đây không phải là một lời nguyền đâu, mà là một món quà từ vũ trụ. Vũ trụ đang muốn gửi cho em một cái thông điệp, em phải tự yêu bản thân mình hơn. Lúc đó thì tình yêu sẽ tới với em. Chứ bây giờ anh hỏi em nè, em không yêu bản thân được thì làm sao em yêu người khác được? Em hiểu rồi. Em sẽ dùng sức mạnh này để có thể giúp người khác và tập yêu bản thân mình nhiều hơn nữa. Em cảm ơn anh. Không có gì đâu. Ủa khoản. Tự nhiên cái đang tuyển phản diện xong tạo ra thằng siêu anh hùng mà sao? Bruh. Ma. Thằng tiếp theo vô đây coi. 5 minutes later. Rồi tội ác của em là gì? Tội ác của em á là em muốn tìm và tiêu diệt hết tất cả những cái tủ. What the hell? Mấy cái tủ có tội tình gì mà em phải làm gì? Tại vì hồi đó em học tủ bài người lái đò sông Đà. Cuối cùng đời lại ra là ai đã đặt tên cho dòng sông? Ai đặt tên làm sao mà biết được? Bruh. Cho nên á, em bị tủ nè. Tại vì đó em sẽ tìm và tiêu diệt hết tất cả những cái tủ. Nani? Không đàng hoàng không lo học tủ bị tủ đè mình cây tàu lao đi ra ngoài tao. 1 minute 37 seconds later. Rồi tội ác của em là gì? Tội ác của em là em muốn hủy diệt tất cả các loài chó trên thế giới này. Tại sao lại muốn làm gì? Tại vì hồi xưa gia đình em đã từng bị một đàn chó sói cướp đi sinh mạng. Em là một người may mắn sống sót sau vụ đó. Và từ đó em thề rằng em sẽ hủy diệt tất cả các loài chó trên thế giới. Wow. Đúng là một bi kịch. Một bi kịch tạo ra một phản diện hoàn hảo. Ủa mà khoan, hôm qua nhà tao mới mất con chó bẹt kê là mày phải không? Đúng rồi đó. Má, tính ra là tao vừa giận mày mà tao cũng vừa nể mày luôn á. Mày đúng là cái thằng phản diện mà tao đang tìm kiếm luôn á. Cái thằng chó này. Nani? Bi gì? Anh vừa bảo em là thằng chó. Vậy tức nghĩa là em cũng là con chó.